Xin chào các bạn, và hôm nay thì cái gì đây, thì các bạn thấy nói bảo hiểm này thì các bạn cũng biết là mình sẽ nói về cái vấn đề gì rồi. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề mà tai nạn xe mô tô của mình 2 năm về trước, và đây là cái nón đã giúp mình giữ lại cái mạng sống. Bắt đầu. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, shorty beating her face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 up in the air. I want you to jump. Jump. Thì cái câu chuyện là như vậy nè, đó là cũng là một buổi trưa chủ nhật thông thường, thì lúc đó mình cũng lái mô tô được khoảng hơn 2 tháng rồi. Thì tuần nào anh em mình trong nhóm vòng vòng cái khu này cũng đều tập trung đi chạy mô tô chung nhau hết. Thì mỗi tuần thì tụi mình sẽ đi một địa điểm, có thể là đa số là tụi mình đi biển, mà cái tuần này thì tụi mình bắt đầu quyết định đi núi. Thì trước cái tuần đó là tụi mình đã đi cái núi GMO rồi, nhưng mà cái núi đó nó không dành xe mô tô, nó không có chạy high speed được, nên tụi mình không có đi cái núi đó. Thì cái tuần này là anh em quyết định đi là một trong những cái núi mà lý tưởng nhất cho mô tô. Mà lúc đó mình đi thì mình không có research nhiều về cái núi này, mình chỉ biết là anh em đuổi đâu mình theo đó thôi. Thì anh em trong group thì cũng có chạy, đa số nói chung là cũng có chạy mô tô lâu hơn mình, nhưng mà họ không có chạy lẹ bằng mình thôi. Tại vì trong nhóm là một trong những cái thằng maniac, mà một trong những cái thằng mà chạy sung chó máu chó nhất, lúc nào ra là cũng vèo đó. Mình cứ tưởng là mình ngồi trên chiếc xe và mình có cái nón này là mình bất tử. Thì đó là như vậy. Thì một cái buổi trưa chủ nhật thì anh em tập trung tại nhà thằng bạn của mình. Thì lúc đó là khoảng chừng 7-8 chiếc gì đó, thì đi ra đó chơi. Đi đó quyết định là gặp chung của nhà thằng bạn mình, xong đi ra đó chơi trước. Thì đang lúc đi chút xíu ra đổ xăng thì mình mới phát hiện là xe bị lủng bánh xe. Thì cũng may lúc đó là trong cái cặp của mình có cái đồ giá bánh xe, thì mình ngồi giá. Xong trước khi đi giá mình mới bắt đầu đi. Thì cái chuyện đụng xe mô tô này nó không có liên quan đến cái vụ mà lủng bánh xe, mình chỉ kể cho vui thôi. Thì anh em bắt đầu đi. Từ cái đoạn đường mà từ cái nhà của thằng bạn mình lên tới cái chỗ mà cái núi đó là khoảng chừng 1 tiếng hơn. Thì đó là một quãng đường rất là dài. Thì mình nhớ không lầm, cái đó là cũng, cái thời tiết hôm đó là cũng không nóng lắm. Nó nằm ở giữa cái mùa mà giống như là mùa nóng với mùa lạnh, nó cũng ok lắm, cũng không nóng lắm. Thì mặc dù là như vậy, nhưng mà vì chạy một cái đoạn đường quá dài, thì cái cơ thể của mình bắt đầu lên tới gần cái chân núi. Trước khi tụi mình lên chân núi thì mình có ngừng đợi một người anh em nữa, thì tụi mình có ngồi nghỉ chút xíu. Mà bữa đó do đi gấp quá, mình chưa ăn uống gì đó, thì lên núi mình mới ăn được một cái bánh snack, một bịch snack nhỏ thôi, với lại một trái chuối. Thì đó là như vậy, rồi bắt đầu uống Monster. Với nói chung bữa đó là cũng sung lắm, chạy cũng không có quan tâm đến sức khỏe mình nhiều, chứ biết là ok đi chơi chung thôi. Mà mình đâu có biết là cái núi đó là một trong những cái núi dài, một cái núi mà chạy hoài được hoài luôn các bạn. Cái núi đó chạy liên thu dạng thế, chạy hoài được hoài luôn, quá dài, rất là dài. Thì cái đoạn đường mà tụi mình đi á, là từ cái chân núi mà lên tới cái mà chỗ mà đi ngừng á, là cái chỗ gì là cái, nói chung là cũng khoảng chừng giữa núi á, đoạn đường một phần, nói chung là 5/10 cái đoạn đường á, thì tụi mình có ghé ăn chút xíu rồi tụi mình mới chạy xuống. Nhưng mà mặc dù vậy, cái đoạn đường mà từ dưới cái chân núi á mà đi lên cái chỗ đó đó là khoảng chừng cũng hơn nửa tiếng nếu các bạn chạy tốc độ cao. Thì các bạn nào chạy trường cũng biết rồi, thì cứ ôm cua lắc léo gì nửa tiếng thì ai sức đâu mà chịu nổi. Thì đó là như vậy. Thì trước khi mà tụi mình lên núi rồi đó, thì là trước khi có đoạn đường đó là tụi mình có chạy đi lên từ cái đoạn đường mà từ nhà chạy lên núi đó, thì tụi mình chạy rất là lẹ. Là lúc đó trước khi lên núi mà té là lúc đó mình khoảng chừng mình chạy cái chừng 120-130, là lúc đó mình đang đua với thằng bạn của mình. Thì mình dắt cổ gà tới lái mình vậy nha. Là nếu mà mình té ngay khúc đó, thậm chí có thể là nó còn nặng hơn núi nữa, tại tốc độ rất là cao. Thì cũng hên, thì cũng trời, mình biết, các bạn biết rồi, mấy thằng chạy, mấy người chạy mô tô, mấy đua xe mà chưa té chưa sợ, té mới sợ thôi. Ok, thì là như vậy. Thì trong nhóm thì nói chung là anh em nhiều người không có như là lên đi chạy chơi là phần chính thôi, còn chạy đua mà chạy để mà này nọ thì cũng có vài người thôi. Chỉ có trong nhóm mình nhớ là chỉ có 3 người, là mình, Luke với lại anh Kha. Thì đó là 3 người là ok, là chạy ok trong nhóm.
cũng có một người nữa là một người anh em ở tên Viễn cũng chạy rất là tốt, nhưng mà bữa đó không có đi chung với mình nên mình chưa có chạy với em đó, nhưng mà mình rất muốn chạy với em đó nhưng mà không cơ hội. Thì đó, thì bữa đó ba người chạy, thì mấy người đi sau thì họ lúc đầu họ cũng chạy này nọ nọ nhưng mà cũng không bắt kịp mình với lại anh Kha với lại Luật. Thì có đi lên tới khúc mà giữa núi thì mới ngồi lại, mới ngồi nói chuyện. Núi này dài thiệt, chạy chút xíu mà mệt luôn. Nói chung là mình chạy 1/3 cái núi, lúc đúc và đoạn đường mà đi lên á, mình chạy 1/3 núi là mình đã đầu đã đuối sức rồi. Thì cái nhiều cái chuyện tai nạn này thật sự là chưa ai biết lý do xảy ra, họ chỉ biết là nghe mình nói lại là ok, là bữa đó tại vì mình mất thăng bằng lạc cái lái thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói cho các bạn nghe lý do thật sự tại sao mình té cái bữa đó. Thì là như vậy nè, sau khi mà từ ở dưới cái núi mà chạy lên giữa cái núi đó thì anh em có ngồi chơi chút xíu, nói chung là cũng ok, nhưng mà cũng có ăn uống chút đỉnh, ăn hamburger này nọ thôi. Nhưng mà thật sự thì cái đoạn đường mà từ nhà mà lên tới cái núi, tới chân núi, từ cái chân núi xong rồi chạy lên tới cái chỗ này ngồi ăn đó, quá xa. Thì cơ thể mình nó đã đuối rồi, các bạn hiểu không? Nhưng mặc dù mình cơ thể mình biết mình đuối nhưng mà trong cái đầu mình vẫn còn sung, mình vẫn muốn chạy nữa. Thì các bạn, cái đoạn đường từ dưới lên đó, thì là uphill, có nghĩa là lên dốc, nó cũng chưa nhầm nhòi đâu. Cái đoạn đường mà mình té gọi là downhill, nghĩa là xuống dốc, tốc độ còn ghê hơn nữa. Thì mình sẽ cho các bạn coi một cái đoạn clip nhỏ đây, rồi sau đó mình sẽ nói tiếp tục các bạn là cái như thế nào. Thì ok, đây là bắt đầu vô đoạn clip của các bạn. Thì các bạn thấy đó, lúc này là mình chạy rất là lẹ, mình không nhớ mình chạy bao nhiêu nữa, nhưng mà theo cái tốc độ mà mình nhìn mình đoán không thường là phải chừng hơn 60 mai, có nghĩa là hơn 120, 130. Có nhiều cái khúc mà mình siết mà hết ga luôn á, mà một chiếc mô tô 1.000 con khói mà các bạn siết hết ga thì nó, và các bạn biết nó lẹ cái nào rồi. Thì cái khúc mình té là xung quanh á là một cái vách núi, các bạn hiểu không? Còn bên kia là một cái vực thẳm, mà may mắn là mình té trúng cái vách núi. Giờ coi lại nhìn thấy ớn luôn á. Mình chạy mình cạ đầu gối, rách cái đầu gối luôn. Ghê. Tại vì đi mô tô các bạn phải mang gear đầy đủ, nhưng mà bữa đó mình hên mình không bị lát tay lát chân, mình có bị chấn thương cái đầu với cái cổ thôi. Xiết thì ghê. Nội chạy xe đạp dắt té cái đau rồi, chạy kiểu này mà đâm thẳng vô núi luôn, mình đâm thẳng vô luôn, mình đội cua mình trượt bánh, mình đâm thẳng vô cái núi luôn chứ không phải là mình tập tấp bé mé, bạn thấy không, thẳng vô chỏng luôn. Oh shit. Rồi ok, tới khúc này ngừng được rồi. Thì tới khúc này á, tự nhiên khúc mà mình gần té, cái máy camera nó chĩa thẳng lên trời, là mình đó mình không biết lý do. Có không phải mình thực sự thì mình biết lý do tại sao mình té, mà các bạn coi thì các bạn không biết lý do tại sao luôn. Mình muốn giữ cái clip, mình muốn có cái clip này để cho các bạn coi cái lúc mình té như thế nào để mình giải thích cho các bạn nghe, nhưng mà số trời thôi không cho coi. Thì ok, giờ mình nói luôn cái lý do thực sự mình té ở đây thưa các bạn, là lúc mà mình cái cua đó, đó là mình lúc ba cái cua trước là mình có vượt qua hai chiếc mô tô, một chiếc Ducati với lại một chiếc gì mình cũng không nhớ nữa. Mình lấy lên ngoài luôn, mình chạy lốp chợ lúc đó mình chạy sung máu lắm các bạn, mình chặt lên ngoài ngược chiều mình chạy, mình bàn mình lạng đùm la luôn, mình bo cua vô luôn. Thì đó là như vậy. Thì cái khoảng đường mà từ lúc mà cái chỗ ăn á, cái chỗ giữa núi nó chạy xuống kia phân nửa đường mà trước khi mình té, là mình đã cảm thấy trong người mình nó bắt đầu là nó kiểu như là cái cổ họng mà nó khát nước, bạn hiểu không, khát nước đuối người. Tại vì mà một cái chiếc mô tô nặng mà các bạn lắc qua lắc lại liên tiếp gần 15 20 phút rồi anh xe, ai mà không chịu nổi, ai mà chịu nổi đó. Còn bữa sáng đó mình cũng chưa ăn gì, nó chạy một quãng đường rất là dài nữa, nói chung là mình bị đuối sức, rất rất là đuối sức. Mình không biết bởi vì các bạn mà có coi mà mô tô mà chạy mấy giải thi đấu lúc nào cũng có một cái ống nước truyền vô miệng đó, khi mà đang đua uống ở kháng nước thì cứ ngậm mua nước uống luôn. Thì đó là như vậy. Thì đó là mình cảm đó là mình cảm thấy đuối sức rồi, làm những cái cua sau là cái tốc cái sức gỉ của mình nó không còn được nhảy giống như là nhanh lẹ như cái lúc trước nữa, nói chung là rất là chậm các bạn.
thì lúc trước mà khi mình té đó, lúc cái cua mà trước khi mình té là lúc đó là mình bị phân tâm. Thì lúc mà mình vừa quẹo bên cua phải thì lúc đó bên tay trái của mình, cái cua mà cái khúc bên cua bên trái thì có một xe cảnh sát núp với lại một xe cấp cứu, thì mình có dòm qua bên đó một cái thì mình lấy bên phải lại, rồi mình cũng ý y nữa các bạn, không mình cũng ý y nữa là mình còn đủ sức để mình gượng cái cua kia, cái cua kế tiếp. Nhưng mà thực sự cái cua kế tiếp là người mình đã quá đuối sức, với lại cái đó là một cái cua cục chỏ các bạn hiểu không, trên cái núi này rất là nguy hiểm. Một trong những cái cua nào càng bự như thế cua đó càng nguy hiểm, tại nó rất là lạnh, nó rất là tốc độ cao mình, với lại nó cua chỏ nó lại nữa. Thì đó mình lúc mà mình bị trượt bánh, mình đâm thẳng như núi luôn, trượt bánh mà trượt đánh bánh mà cái tốc độ cao các bạn hiểu không, là xe mình nó lài thẳng như núi luôn, là lúc đó cái đầu mình nó có đập vô cái núi văng nó nguy hiểm luôn, đứt cọng dây luôn, không phải đứt cọng dây đây nè mình còn phải giống vậy luôn, văng ra luôn. Là lúc đó là không phải nhiều người anh em nói là tại mình cột không cứng, mình cột cứng đến nỗi mà cái cọng dây đó khi mà mình té xuống đó, nó có một cái đường đỏ nghĩa cổ mình luôn, nhưng mà nó cứa cổ như bị dao cắt vậy đó, thì nó văng cái nón luôn, là có nghĩa là mình chiếc ô tô mình đập thẳng như núi, là cái đầu mình đập thẳng như núi, là mình đổi cái nón này đập thẳng như cái núi đá không à, đá đá cứng luôn, đập xong rồi nó cái tốc cái lực mạnh quá nó mới văng cái nón ra. Sau đó đúng không, chưa xong đâu, cái xe mô tô mình bay luôn, mình bay theo chiếc xe mô tô luôn, lúc đó là cái nón mình nó văng ra ngoài rồi các bạn hiểu không, cái đầu mình đập xuống dưới đất một cái nữa mà tốc độ rất là lẹ. Thì lúc mình mà cái lúc mà mình té xuống á thì mình vẫn còn tỉnh các bạn hiểu không, mình cảm giác ok giống như bị mơ mơ màng màng mơ màng, nhưng mà lúc mình cố gắng mình gượng dậy thì mình biết là mình không thể nào về nhà rồi, là mình chắc chắn mình sẽ đi bệnh viện rồi, mình không còn cảm giác được cái đầu mình nữa, là mình cảm giác như mơ mơ màng màng, giống như là cái cảm giác mình chỉ cần nhắm mắt có lẽ là mình sẽ chết ngay lúc đó các bạn hiểu không, mình không dám nhắm mắt, mình rất mệt, mình rất muốn ngủ lúc đó mình không nhắm được. Thì lúc đó cũng may mắn là cái xe cấp cứu và xe cảnh sát nó thấy mình từ xa, là nó biết mình chạy rất là lẹ rồi, thì nó đậu bên kia, nó thấy khói bốc lên là cái đống cát với lại đống đá bốc lên thì nó mới chạy lại để cấp cứu mình. Thì lý do tại sao là xe nó lẹ đến vậy, nó tới lẹ đến vậy, chứ thật sự mà các bạn té trên cái núi đó đó mà không có cảnh sát đó, thì các bạn phải đợi chừng 15 20 phút người ta mới lên được, nếu có người thấy, nếu may mắn có người thấy các bạn hiểu không. Còn nếu các bạn mà không có người thấy mà các bạn đi một mình hay đi gì đó mà các bạn mà té xuống cái thì các bạn chỉ nằm chờ chết mà nói thiệt, tại vì trên núi đó không có sóng điện thoại, rất là núi rất rất rất, rất là cao các bạn hiểu không. Thì bởi vậy mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, đây là những cái lỗi của mình mắc phải mình chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là các bạn phải biết lượng sức mình, khi nào các bạn chạy xe phóng lớn hay các bạn chạy bất cứ xe gì đi tour đi phượt mà các bạn thấy các bạn đuối trong người đó, ngừng nghỉ uống nước cho cơ thể tỉnh táo rồi hãy chạy tiếp. Và các bạn kinh nghiệm của bạn là đi những cái đường nào lạ, những cái đường đèo, những cái đường núi nào lạ là các bạn phải thuộc đường thì các bạn mới chạy lẹ được, chứ các bạn không thuộc đường không chạy lẹ được. Cho dù các bạn, mình nói các bạn nghe, cho dù các bạn thuộc đường hay mà các bạn chạy lẹ, nó nhiều khi xui đá rớt hay là thằng chó nào nó té xe hay là xe nó bị nhũ nhớt gì đó, nó ngay giữa đường khúc cua các bạn cán thì các bạn cũng có thể là té bất cứ lúc nào. Mà chạy xe mà té xuống thì không ai biết trước chuyện xảy ra hết. Nếu ngày hôm đó cái nón hiểm mình là một cái nón dởm, hoặc là cái nón hiểm mình là đội nón bình thường, nón lưỡi chai như các bạn chạy mô tô hay hay đội ở Việt Nam đó, thì bữa đó là xong. Hoặc là mình té bên cua trái thì có thể là mình sẽ xuống giật hay nằm trên gốc cây, cành cây gì mình cũng không biết nữa. Thì kinh nghiệm của mình chia sẻ cho các bạn đến blog ngày hôm nay, câu chuyện thật của mình đó là chạy xe cẩn thận đừng có lẹ quá, cái đó là chắc chắn rồi. Còn nếu các bạn chạy lẹ các bạn phải biết thuộc đường, và chạy mô tô các bạn phải mặc đồ bảo hộ đầy đủ, rất là quan trọng. Nếu bữa đó mà không có cái nón này thì mình cũng biết cái đầu mình nó hình gì, nó chắc hình tương tàu tương ớt gì luôn rồi. Đó là ok đó. Còn bây giờ mình sẽ dẫn các bạn lên cái núi đó, mình sẽ cố gắng mình sẽ kiếm cái địa điểm mà mình té để mình cho các bạn coi, nhưng mà mình cũng không nhớ mình khúc nào, là cái núi đó rất là dài. Thì ok bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái núi đó và bắt đầu. Xin chào các bạn, và hiện tại tụi mình đang có mặt tại
chân núi của Angeles Crest Highway và đang đổ xăng để chuẩn bị khám phá quay trở lại chốn cũ. You ready? No. Ok, và bây giờ chúng tôi đang trên đường lên đỉnh Super Wu. Núi là một trong những cái núi hot nhất tại Cali. Cali luôn á, chứ mấy Nam Cali đâu. Rất hot, 91 độ. Rất là hot, 91 độ. Cái hot đây là cái hot mà người ta đua xe trên đây nhiều, với lại cũng có bullet nhiều, với lại lý do trên đây nhiều tai nạn quá là do cái núi này nó quá đẹp, đường quá đẹp, khung cảnh quá đẹp, và xe chạy quá lẹ và cái đụng. Đẹp dở lắm, trời ơi, chụp hình đâu, cái khúc sau mà giữa giữa có hai đội thông á, giống như mình chơi trong game vậy đó. Video game đó. Oh, hello. Đó luôn. Hồ điểm dạo đứng canh luôn. Ê, núp luôn. Nó là quay phim đúng đẹp luôn. Con sáng đủ à. Đó ra nắng là chói. Tới gần thông đứng chụp hình mày. Đừng thông. Đừng thông bốn trứng. Và bây giờ tụi mình nghỉ chân một chút để quay cho các bạn coi khung cảnh cái núi này. Oh my god. Để chạy qua đây. Trời ơi. Trời ơi, má hồi té tôi nè. Quá đẹp, quá hùng vĩ. Vâng, thưa các bạn, cũng như mình nói, cái núi này nó xảy ra tai nạn rất là nhiều, một trong những cái núi xảy ra tai nạn nhiều nhất. No kidding. Ủa, chiếc kia nó lô hay nó đụng cái lô luôn vậy ta? Nó lật cái lô. Phải không? Cái kia đi không đi, đứng làm gì vậy trời? Alo. Nhìn mấy cảnh này mình nhớ mình quá các bạn, hồi xưa mình cũng giống vậy á, còn tệ hại hơn. Cấp cô. Trời. Ê. Cho nó qua trước đi. Trời, K9 luôn mày. K9 unit luôn. Oh my god. Yeah. M6 mày ơi. Ồ, phải 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 G4. Oh, rồi, tiếp tục hành trình. Trời ơi, đẹp vậy. Ghé ốp rô luôn á. Lát quay về chơi quá. Trời ơi, đứng thang lên thiên đường luôn kìa. Ê, dành đường như mày đủ 15 thẳng dưới rồi luôn. Chỗ bằng này đẹp quá. Trời ơi, núi gì đẹp dữ vậy trời.
Vietnam Airlines kìa. Wow. Quy hoạch khu dân cư đô thị mới qua Quả Sơn. Tiếp tục. Và trước khi đi tới địa điểm khác thì tụi mình có một trò chơi mới. Đua xe địa hình. Thì cái xe này là chiếc Subaru thì nó chạy là 4 bánh. Ông đi đường nào vậy? Đường này qua mà. Đường này qua hả? Đó. Ủa má, lá hồi dính một cái là không ai kéo đâu nha, về nhà luôn nha con. Rồi. Hỏng bánh sao rồi? Lấy angle khác. Bụi dở lắm. Sống cao vậy? Tao nói hồi mày xe vào đây mày dính luôn là tao mày đi bộ luôn á. Ừ, đường kia đi này đi. Phá không? Cao vậy? Trời, hốt một đống cát lên đầu xe luôn rồi. Ủa má, xe lô đi off-road. Ủa đại đi, cắt mềm mà. Được. Khúc củi nè. Ủa vậy? Trời, má bụi quá. Rồi, chết cha mày rồi, đi đâu á. Ừ, đúng rồi. Được rồi đó. Rồi, rớt bùng bờ. Đê. Rồi, thành công rồi. Đây thưa các bạn, đây là cái khúc mình nói là một cái là khúc đẹp nhất của cái núi này. Oh my god. Đẹp không? Khúc này ác hả? À? Ác luôn. À, này có tuyết rồi xong luôn rồi. Đẹp dở, có mấy con hươu dại ngang nữa. Khúc mà chạy mô tô qua khúc này đã lắm Quốc. Ừ. Đẹp cực kỳ. Đây là cái điểm dừng mà trước khi mà mình đổ xuống, thì đây là cái điểm dừng trước khi đổ xuống bị tai nạn. Thì lúc mình bị tai nạn là khúc từ trên đây đổ về cái đường hồi nãy mình dẫn các bạn lên, chứ không phải là cái đường dưới mà chạy lên đây. Đây là cái cây xăng hồi nãy. Giờ tụi mình cũng biết tụi mình đang ở đâu trong khúc này nữa. Đây là, còn đây mới ghê nè, đây là đỉnh núi ma quỷ Devil Canyon Chilao. Ồ, tụi mình đang đây nè Quốc. Chilao, ủa, tới luôn rồi. Tới luôn rồi. Đủ, mới nghe cái đội thông.
không tới khúc này hôm nọ là nó là ý nó cái tiệm mày đang nằm ở đây mày hiểu không, còn muốn đi nữa là đi lên kia luôn đó là đây nè nóc nhà luôn. Quá bự thiệt. Thì tình hình là tụi mình đi tìm cái cua mà hồi xưa mình đụng á, kiếm không ra. Chắc mình lúc mình đụng vô mình mất trí luôn, mình không kiếm không ra nữa. Thì bây giờ mình sẽ tả cho các bạn sơ sơ lại thôi. Là ví dụ giống như cái cua này đi đúng không? Đâu có tiêu rồi, nào không cua đâu, à cái cua này đi. Này khúc cua này đúng không? Thì mình quẹo vô. Thì lúc đó mình bị mất tay lái giống vậy đó, thì mình có té vô, mình văng vô cái núi trước, cái xe mình văng lên cái núi, xe mình văng lên cái núi này nè, cứng giống vậy luôn á, là cái đó lúc bắt cái đầu mình á nó đập, lúc đang đội nó bảo hiểm nó đập vô cái núi này cái, rồi xong nó bảo hiểm đứt ra, lúc bắt cái cổ mình có cái thẹo ở đây nè, văng nó bảo hiểm ra, rồi xong cái đầu mình đập xuống dưới đất một cái nữa, là đó mình nằm bất động luôn, thì mình té khúc này đi, mình đứng đây nè, rồi giờ mình đứng đây kìa, đứng đó mình té đây nè. Cái xe mình nằm đây nè, mình văng tuốt ngoài cái xe đó, múc chỉ luôn, mình nằm bất động, mình cố gắng mình ngồi dậy nhưng mà mình ngồi không nổi nữa. Thì lúc đó thì ở trong cái cua trên đó, thì có một chiếc xe cấp cứu nó đậu sẵn ở đó, mình cũng biết đậu đợi ai, nó chắc đợi mình hay sao không biết nữa, nó biết mình đụng đó, rồi đó nó chạy lại chở mình luôn. Thì lý do tại sao nó chạy lên lên nó lúc mà mình vừa té xuống là có xe cấp cứu lại chở mình lên lẹ đến vậy, chứ mà bình thường không có, là phải đợi cái chừng nửa tiếng đồng hồ hoặc 15 phút nó mới lên đó. Tại cái núi này rất là cao, trên đây thì không có sóng điện thoại, muốn mà thấy bà ai mà đụng xe một cái thì phải chạy từ một là những người đi chung nhóm phải chạy từ từ đây xuống dưới cái khúc mà để, cái mà chân núi đó, để có sóng điện thoại mới gọi được xe cấp cứu chạy lên đây. Thấy bởi vậy rất là nguy hiểm, mình rành đường thì mình hãy chạy lẹ, còn không thì cứ chạy chậm thôi. Cái núi này cái đầu cũng cứng thiệt quá, đập xuống núi này lá không à, thì không có nấu hiểm là chắc là nay tan xương nát thịt luôn rồi à. Ba độ trời, mà cái núi này tưởng cứng đúng không, mà cái đầu mình đập xuống cái này nè mẹ nó, cái đường nè đó nấu hiểu gì gì vậy? Nấu hiểu gì AGV quảng cáo cho AGV luôn. À! Núi đẹp quá. Trời đã tối và câu chuyện có như vậy thôi. Bây giờ xách xe đi về. Ok, giờ quên nói nữa thì các bạn coi clip này xong mình nhớ bấm subscribe cho cái YouTube này của mình và follow mình trên Facebook và trên Instagram. Instagram của mình là Andy Vũ 167, Andy Vũ không có dấu 167. Cảm ơn các bạn coi clip, thì mình hy vọng sau này thì mình có thời gian nhiều hơn để upload cho các bạn coi. Hẹn gặp các bạn vào kỳ sau.